Lần đầu mua phải cái áo mà không biết mặc kiểu gì mọi người ạ. Trông vừa khó hiểu vừa lạ lại vừa hay ho ấy. Nó là một cái hình chữ nhật như thế này. Thế là mình lại phải tìm lại ảnh mẫu mặc. Thì chỗ này là cổ áo để mình bẻ xuống này. Còn hai bên là tay đó. Hơi giống dáng áo kép nhỉ. Nhưng kiểu là len cổ cao ấy. Chất len dày dặn chắc chắn nặng tay và có co giãn nha. Khi chưa mặc lên người cảm thấy rất là khó hiểu nhưng mặc lên rồi thấy bánh cuốn phết nha. Trông cũng ngầu ngầu đấy chứ. Phong cách của mấy tỷ tỷ bên Trung nhỉ. Bạn này mình nhớ là có ba màu. Trông lạ mà cũng hay ho. Bên trong mọi người mặc một cái áo thun cùng màu hoặc là cùng tông với chân váy hoặc quần jean cũng đều được ấy. Còn nhớ năm ngoái mà mình review đồ đông có rất nhiều bạn hỏi những chiếc áo basic như này. Chất liệu cực kỳ co giãn và mềm mịn luôn. Có 10 màu mà toàn màu xinh thôi. Đâu đấy có tém tư cành à. Mình rất là thích cái chất này. Lựa màu sáng cũng không bị mỏng đâu nhá. Rất cần có em này luôn. Ví dụ mặc vào thời tiết hơi se se lạnh hoặc là có thể dùng để phối đồ với blazer, áo len, áo khoác. Mình rất thích bé này vì cái phần tay này vừa dài lại còn vừa ôm. Ít nhất thì cũng cần phải có 2 chiếc 2 màu trong tủ nha. Rất là xinh, dễ phối mà cực kỳ cần đấy. Chúc các bạn 20 tháng 10 vui vẻ và nhận được nhiều quà nha. Thôi mà nếu không ai tặng thì tự mua giống như mình này. Quá trời là đồ quốc tế đây. Mình bắt đầu thấm cái cảm giác không nên chốt đơn vào lúc 2 giờ sáng rồi nha. Khó hiểu thật sự. Mình vô tình nhìn thấy cái ảnh mẫu này. Trông xinh mà lạ nhỉ. Váy có chất liệu vải dệt khá là dày dặn và chắc chắn. Thiết kế siêu độc lạ luôn. Bên dưới cạnh này thì vừa rách lại còn vừa xẻ. Mà dài thế này 1m54 như mình có mặc được không đây? Đợi xíu mình thử cho mà xem. Qua tới em áo len dệt thứ hai. Áo có màu be trông rất là xinh. Cái phần móc này thì mình thấy khá là nhiều thiết kế áo có rồi và nó cũng hot từ năm ngoái đến năm nay. Chất liệu len dệt này có co giãn nha. Ok, bây giờ mình thử mặc đồ nè. Cái váy này lạ mà hay ho phết nhở. Mình cao 1m54, mặc chiều dài này cũng khá là ok. Không bị ngắn cũng không dài quá. Nếu ngại phần bắp tay thì mọi người có thể mặc thêm một chiếc cardigan như này. Thời tiết lạnh lạnh như thế này mặc cũng ok phết đấy. Kiểu độc lạ hay ho. Duyệt cái váy này nha mọi người. Còn áo len này thì mình thấy là chỉ có một size. Và mình mặc thì cũng khá là vừa vặn rồi. Nên là những bạn nào nặng ký hơn mình thì có thể lưu ý nha. Chứ còn form em này rất là ok. Tôn dáng, tôn da cực.